Xin mến chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại với Kết Thúc Vùng Cao. Chứng bệnh đau nhức xương khớp ở lứa tuổi trung niên và người già thường ấy là cứ trở trời, thời tiết thay đổi ấy, là cái biểu hiện đau nhức lại càng tăng lên. Ngoài cái việc sử dụng những bài thuốc uống thì kinh nghiệm vùng cao sử dụng những loại cây có tinh dầu, có tính nóng đấy, và có tác dụng giảm đau để ngâm tiểu, xoa bóp trong trường hợp bị đau nhức xương khớp. Hôm nay cũng sẽ chia sẻ cho các bác một bài thuốc vừa có thể sử dụng làm thuốc xoa bóp khi bị đau nhức xương khớp, lại là một cái bài mà có thể sử dụng sau khi bị tai biến đấy, cho những người mà hậu tai biến muốn phục hồi nhanh, biểu hiện là bị liệt mặt này, liệt chân này, liệt tay này, liệt nửa người, có thể sử dụng bài thuốc này làm thuốc xoa bóp trong trường hợp bị hậu tai biến. Và cái thuốc này ấy, trường hợp bị bong gân này, bị tụ máu này đấy, cũng có thể là xoa bóp giúp giảm đau và tan máu ứ rất là nhanh, đặc biệt đối với những người bị đau nhức xương khớp, vôi hóa cột sống, đau thần kinh tọa đấy, những bệnh liên quan đến thoái hóa cột sống, sử dụng cái rượu xoa bóp này rất là tốt. Thì hôm nay không để bác chờ lâu nữa, Quân sẽ chia sẻ cho bác bài thuốc dùng để ngâm tiểu đấy, trong trường hợp bị đau nhức xương khớp hậu tai biến rồi bị tụ máu bầm tím. Cái vị đầu tiên xin chia sẻ với bác đó là vị thiên niên kiện. Cây thiên niên kiện, Quân đã từng chia sẻ cho bác rất nhiều video về loại cây này. Lá như lá mon, củ như củ giấy, nhưng mà nó bé. Đấy, khi bẻ củ này ra, có tinh dầu rất thơm và có những cái sơ ấy bên trong. Thiên niên kiện, một loại củ nổi danh trong việc trị chứng bệnh đau xương khớp. Đó là một nha. Thứ hai, đó là vị huyết giác. Đấy, cây huyết giác rất nhiều ở các tỉnh núi đá, có núi đá này. Ví dụ Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn. Đây, cái núi đá Quân vừa chỉ tay bác xem đấy. Có những cái cây huyết giác thì sẽ có cái bộ phận là nó bị trầm đấy, tức là nó tạo thành những cái trầm màu đỏ đấy, thì người ta lấy cái phần đó để làm thuốc. Đấy, vị thứ hai là huyết giác. Thứ ba đó là địa liền. Đấy, địa liền. Tiếp theo, thứ tư đó là quế, và thứ năm đó là hồi. Vị thứ sáu đó là củ gió gà. Đấy. Vị thứ bảy đây ạ, chính là cây này đấy ạ. Đấy, chính là cây này. Cây này nhìn cái thân của nó, qua nhìn này, có những cái gai này đấy, và cái thân của nó có những cái rãnh này đấy, các bác nhìn kỹ nhé, làm cho người ta liên tưởng đến con rắn đấy, nên người ta đặt tên cây này là cây xương rắn. Cây xương rắn có nhá. Quả đây đấy, quả đây, thân nó đây ạ, rất là nhiều gai. Đấy, cây xương rắn chùm quả đây ạ. Đấy, cái cây này ấy, nó có tính độc. Kinh nghiệm vùng cao, người ta có thể sử dụng cái lá cây này giã nát, cả lá cả cành này giã nát, cho xuống nơi đọng nước thì cá ở vùng đó sẽ tự động nổi lên rất là nhiều. Người ta dùng để làm thuốc ruốc cá. Đấy. Nhưng mà ít người biết rằng cái vỏ cây này cũng là một cái vị thuốc rất hay trong cái bài đau nhức xương khớp, đau thần kinh tọa, hậu tai biến. Đấy. Và tan máu, bầm tím rất là tốt. Đấy. Cây này cùng với 6 vị thuốc Quân vừa chia sẻ với bác, mỗi vị khoảng 20 gram.
chúng ta ngâm chung với khoảng 500ml rượu, ngâm trong thời gian 1 tháng, thi thoảng lắc đều đấy, là có thể dùng được. Cái tiểu này ấy, là dùng để xoa bóp đấy, không được uống nha các bác nhé, không được uống. Bởi vì nó có thành phần có độc đấy. Không được uống, chỉ dùng để xoa bóp đấy. Chỉ dùng. Ngoài ra không uống, không để vào mắt, không xoa vào vết thương hở đấy. Nhưng mà cái rượu này thì rất là công hiệu đối với những bác mà bị liệt này, hậu tai biến này, bị đau nhức xương khớp này, bị thần kinh tọa này, rồi bị tụ máu, bong gân, bầm tím, rất là tốt. Đấy, xin chia sẻ với bác 7 vị thuốc, trong đó 6 vị là Quân đã từng quay rồi. Vị thứ 7 thì ngày hôm nay Quân sẽ quay cho bác. Đây, để bác nào khi đi rừng chúng ta thấy được cây này, có thể lấy cái vỏ của nó mang về làm thuốc các bác nhé. Đây chính là cây xương rắn đây ạ. Đấy, các bác nhìn nhá. Lá nó đây. Thường nó mọc ở những cái bờ suối ấy. Đấy. Nơi có nước. Thân có rất là nhiều gai. Đấy, các bác nhìn này. Rất nhiều gai. Đây ạ. Đấy. Lá nó đây. Người Tày ở trên Lạng Sơn người ta gọi là cây cáng ngù các bác nhé. Cáng ngù, cáng có nghĩa là xương, ngù có nghĩa là rắn. Đấy, cây xương rắn. Và người ta dùng nhiều để ruốc cá. Đấy, thường người ta đập mà cho trong suối ấy, nơi nào mà bị gọi là không có dòng nước chảy ấy, tĩnh nước ấy, thì cá nó sẽ tự động ngóc lên. Đấy là cái kinh nghiệm dùng cái cây cáng ngù này để bắt cá. Đấy, cây xương rắn hay gọi là cây cáng ngù. Chủ yếu người ta biết đến công dụng để giúp cá thôi. Ít người biết rằng đây là cây thuốc rất tốt cho xương khớp của chúng ta. Nhưng mà Quân lưu ý với các bác là riêng loại cây này chúng ta chỉ được sử dụng ở dạng ngâm rượu. Đấy. Còn sắc uống ấy là chúng ta tuyệt đối không sử dụng nhé. Hoặc những cái trường hợp đặc biệt chúng ta cần phải những thầy thuốc có kinh nghiệm, những người có thâm niên trong lĩnh vực thuốc nam thì chúng ta mới sử dụng đường uống. Đấy. Còn chúng ta chưa biết cách dùng qua đường uống ấy, thì tuyệt đối chúng ta không sử dụng sắc uống loại cây này có nhá. Một video ngắn chia sẻ cho bác công dụng và đặc điểm tự nhiên của một loại cây có tên là cây xương rắn, hay gọi là cây cáng ngù của đồng bào người Tày Lạng Sơn. Các bác xem video thấy hữu ích thì đừng quên like và chia sẻ video này cho nhiều người cũng biết các bác nhé. Các bác hãy bỏ ra 3 giây để nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc, những bài thuốc trong dân gian Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Hãy nhớ đăng ký kênh các bác nhé. Subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ Quân các bác nhé. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên cây thuốc vùng cao.